Chào mừng các bạn đến ngày Neo USA. Bây giờ mình đang đi chợ Walmart Food Market. Là một cái chợ Walmart chỉ chuyên bán đồ ăn thôi. Để mình mua nước các bạn. Mấy bữa trước thì mình có đi một vòng để mình xem có nước không. Nhà mình vẫn còn nước nhưng mà mình muốn mua thêm một hai lốc nữa. Tại vì nước nấu ăn cho con đã hết cho nên mình muốn mua nước này để mình mua nước nấu ăn. Và hôm nay mình ra mình thấy nước rất là nhiều. Nước và sữa rất là nhiều. Cách đây mấy ngày thì những cái gian hàng nước, sữa, trứng, thịt thì nó trống rỗng hết các bạn, empty hết tất cả các gian hàng. Nhưng mà hôm nay là sữa, nước rất là đầy đủ. Và các bạn mua thoải mái. Mình đã mua được 2 block nước và mình mua được sữa cho con mình rồi. Đó là hôm nay mình mục tiêu mình đi là mình chỉ có cần mua như đó thôi. Và mình quay lại cho các bạn xem là mặt hàng sữa, nước của Walmart đã đầy đủ ha. Các mặt hàng chỉ khan hiếm cách đây vài ngày khi người dân đổ xô đi mua thôi các bạn. Thì bây giờ thì Walmart đã bơm hàng trở lại bình thường rồi. Người dân có thể lại mua bình thường. Cái hàng thịt thì đã có nhưng mà trứng thì chưa thấy bơm đủ hàng. Và hôm nay mình đã mua được nước để nấu ăn cho con rồi. Mình đã mua được sữa, nước và nước nấu ăn. Vậy là ở Walmart đã đầy đủ các cái mặt hàng mình cần thiết để mình mua rồi. Các bạn yên tâm nha. Ở Mỹ thì mình không có sợ bị thiếu hàng đâu. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở Mỹ cho các bạn biết để các bạn theo dõi nha. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi kênh của mình. Các bạn vui lòng nhấn subscribe, like và share để giúp kênh của mình được nhiều người biết đến nha. Mình rất là cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.